quá, bữa tiệc khóa học. Cùng uống phần thừa lại sau thí nghiệm nào. Ui, đúng là tối kiến. Video này có chứa các thí nghiệm hóa học điên rồ mà bạn chắc chắn không nên thực hiện tại nhà. Chỗ nước cất này sẽ rất hữu ích đây. Thêm natri hydroxit vào nước. Chất này sẽ hòa tan và tạo dung dịch kiềm mạnh, trong suốt. Thứ nước này rất nguy hiểm, bạn sẽ chẳng đoán nổi đâu. Chúng ta cần dùng chất chỉ thị để kiểm tra. Phenola, phenolphthalein. Ôi, hóa học thật là khó. Thế này là được. Nhỏ vài giọt vào dung dịch. Chất chỉ thị sẽ đổi màu tùy theo độ cân bằng pH của chất lỏng. Ở đây, nó sẽ chuyển sang màu đỏ. Còn đây là đá khô. Khi thả vào nước, đá khô sẽ tạo khí carbon dioxide và khói, rất nhiều khói. Carbon dioxide phá vỡ và trung hòa dung dịch kiềm, và chất chỉ thị phenolphthalein sẽ mất màu. Tiếc nhỉ, đằng ấy thua rồi. Vẫn chưa xong đâu. Hãy thử đóng bình dung dịch bằng nút chai. 3, 2, 1, bùm. Nút chai bật ra như khi mở chai rượu champagne. Đó là do carbon dioxide đang cố gắng thoát ra khỏi bình. Wow! Một nút chai rồi. Để thực hiện thí nghiệm tiếp theo, chúng ta cần một chai nước. Dùng đèn khò để hơ nóng chiếc đinh. Đâm xuyên qua nắp chai. Và đổ chất lỏng nhẹ hơn vào chai. Hãy chú ý này, mở chai, dốc ngược xuống và đừng đứng quá gần. Khi hai chất trộn lại với nhau, khí sẽ nóng lên, nở ra và đẩy nước tràn ra khỏi chai. Và chúng ta được chứng kiến động cơ phản lực hoạt động. Wow! Chiếc chai cất cánh như tên lửa của NASA vậy. Phóng thành công. Đường bay bình thường. Chai của tôi đâu rồi? Chắc là hạ cánh trên sao Hỏa. Chuyện gì xảy ra vậy? Wow, Houston, xảy ra vấn đề rồi. Thí nghiệm tiếp theo rất nguy hiểm. Ngay cả với các siêu anh hùng của chúng ta, họ sẽ thổi phồng trái bóng không phải bằng không khí mà bằng hydro. Trả bóng lại cho tôi. Đó là để cho thí nghiệm. Đây, giúp tôi một tay. Đổ dung dịch kiềm natri hydroxit vào bình. Khi thí nghiệm với chất này thì cần phải đeo găng tay. Gì đây? Quả cầu thiết. Cả đống quả cầu thiết. Có vẻ như ai đó rảnh lắm đây. Thả các quả cầu thiết vào dung dịch kiềm. Phản ứng sẽ tạo ra khí hydro mà chúng ta dùng để thổi bóng bay. Chiếc bình quá nóng, giữ an toàn, đừng để bị bỏng.
nghiệm đã thành công. Giờ thì sao? Có lẽ chúng ta nên biểu diễn xiếc lửa chăng? Thời điểm tuyệt hảo để nổi lửa. Tắm côn sát trùng vào đầu đuốc và thắp lửa lên. Bùng cháy lên. Wow! Không ngờ rằng bóng bay chứa khí hydro khi nổ sẽ trông như vậy. Đừng quên rằng thí nghiệm này rất nguy hiểm nha. Sao ta không trở về tuổi thơ ta? Chơi bong bóng nào! Đổ đá khô vào nước màu. Hãy nhớ đây là do carbon dioxide tạo ra từ thí nghiệm. Không phải có vị thần trong chai đâu. Nhúng sợi chỉ trong dung dịch chất tẩy. Và đặt nó lên miệng bình. Và rồi, bong bóng có khói bên trong. Muốn thử lại không? Thật tuyệt phải không? Cuộc đời nhàm chán, phải tạo ngọn núi lửa thực sự thôi. Cẩn thận nhé người hùng, bảo vệ lấy mình đi. Chất màu cam dễ thương này là amoni dichromate và nó khá bốc lửa nha. Khi bị đốt cháy, amoni dichromate sẽ biến thành tro màu xanh đậm. Đây là chrome oxide. Trông giống núi lửa đang cháy ha. Thành công rồi, chúng ta sẽ gọi nó là Vesuvius Gia. Cocktail này có tên là máu giả. Chúng ta sẽ cần sắc chlorua, màu thật đẹp và đậm. Nhìn tuyệt thật, nhưng bạn không nên uống nó đâu. Chiếc cốc còn lại sẽ được rót đầy. Thứ gì đây? Ồ, đó là ammonium rhodanate. Đến đây nào người đẹp ơi. Hãy pha loãng sắc chlorua bằng nước cất. Đừng để ammonium ở ngoài, hãy hòa tan cả nó nữa, trộn đều. Giờ cùng tạo phép màu hóa học thôi, đổ đầy nước vào bể chứa. Và hút đầy hỗn hợp đã tạo vào các ống tim, sau đó đổ chúng vào nước. Nhìn này, trông thật giống máu. Quentin Tarantino sẽ thích thí nghiệm này.
nhưng chuyện của chúng tôi sẽ khác. Thật lạnh và đẹp. Vì chút lý do, bằng thí nghiệm của tôi quyết định làm nóng đồ uống. Đợi đã, cậu ấy đang hơ nóng lon kim loại bằng mỏ hàn. Cậu ấy nhúng chiếc lon đó vào nước lạnh. Nhìn thấy không? Lon nước bị xoắn lại. Kim loại không thể chịu đựng được sự thay đổi nhiệt độ và áp suất. Muốn đưa tôi lon nước khác để làm vật hy sinh cho khoa học không? Làm đi, tôi thôi rồi. Bạn thích video này chứ? Hãy bình luận để chúng tôi biết bằng thí nghiệm mà bạn thấy hứng thú nhất nha. Nhớ đăng ký kênh của chúng tôi, like video này và nhấp chuông để không bỏ lỡ những video hấp dẫn từ Khoa nha.